Cháu xin chân thành cảm ơn chú có tài khoản Zalo là Hoàng Điền nhé, ở như Lạc Lãng, tỉnh Bắc Giang á, đã ủng hộ cái sản phẩm cúc này, cúc rin này cả nhà. Em đang với cùng với nhà vườn để tiến hành bó bầu, bó cây để gửi cho chú Hoàng Điền á. Thì cái sản phẩm này cũng là sản phẩm thứ hai rồi để làm việc với chú Hoàng Điền, là khách hàng đang mua sản phẩm này, sản phẩm thứ hai rồi nha. Cái cây này này, đây cái cây này đang cùng với anh chị mình có tưới một chút không? Tưới chưa? Đấy, ước mềm. Ước mềm mà. Xem tưới rồi mà. À. Ngày tưới hai lần mà. À. Đó, đủ nước rồi. Đúng không? Đúng. Ở đây đây cả nhà nha. Cái cây đây là cái cây của chú Hoàng Điền này. Ở như Lạc Lạng, tỉnh Bắc Giang đấy nha. Thì em cũng bây giờ là 11:30 buổi trưa nha cả nhà. Thì em cũng cố gắng làm sao đó để trưa nay em chiều nay em về sớm, ngày nào em cũng nói về sớm mà cuối cùng rồi không biết có về được hay không. Cho là cái công việc nó cứ cuốn miết đấy cả nhà, cuốn cái việc này rồi việc kia nó cuốn, mỗi lần ra đây nó xa xôi á. Cái cây đây mà khi nó bung lá non là nó đỏ rực luôn rồi. Ừ. Cây này đảm bảo luôn này. Bởi vì bây giờ mà chúng ta vẫn thấy là cái cây nó vẫn còn đang đỏ mà. Bán hai cái chi rồi, hai cây. Hai cái chú hồi nãy đó là mình thuê về tạo dáng nha. Anh em làm que làm lại. Anh em vườn chú vườn này vườn kia làm que làm lại anh em. Đúng rồi. Mình ngày mai tới vườn anh là mình làm. Trao đổi công á. Trao đổi công. Không làm vậy được á, chứ bây giờ mình cái gì cũng thuê mướn hết là nó đội giá thành lên cao lắm. Vậy chứ không coi như thành khó bán ngày mai lắm. Khó bán ngày mai lắm. Khách hàng thì càng ngày mua mai rất kỹ nha. Để cả nhà em cũng đang chia sẻ cái công đoạn bó bầu cho một cây mai của chú Hoàng Điền ở như Lạc Lạng, tỉnh Bắc Giang nha. Cái sản phẩm này là chú đang ngồi sản phẩm thứ hai rồi. Đây cả nhà nha. Em cây mai đây là chuẩn huyết long nha cả nhà. Đấy, đỏ đỏ cho đến bây giờ nó vẫn đỏ nha, chứ em không có nói thêm nha. Đến bây giờ thì nó vẫn đỏ đó. Sau rất là nhiều cái thời gian lá nó đã già rồi nhưng nó vẫn đỏ. Sau khi ấy là còn cái cây đây mình có rút ra không? Rút là nó khỏi gãy. Rút nó khỏi gãy chứ để lúc mình đi là nha. Nó va chạm là gãy. Đi nó va chạm nó gãy đó, bởi vì cái cây nó chỉ khi ở nhà vườn thì mình để thôi. Thế nên mình để vậy là nó đi là gãy. Nó không có ghim mà nó không gãy. Đúng rồi. Ơ sao giống cái cây titan này giống gãy dữ? Cây nào? Đâu có đâu. Ngoài nào. Nó gãy. Không. Sao lắc. Lắc là vô mình vô ghim là nó định hình không đó. À đúng rồi, vậy để mình về mình bó cho nó tiện. Về chú cũng là dân chơi cây rồi đó. Chú khách hàng này. Ừ. Cho nên về chú đó là chuyển qua mình bó định hình lại thôi. Không, cái cây nó chắc khỏi cần. Cái đây khỏi cần này. Đêm này cây này nó nằm ở chính giữa luôn mà. Rồi. Bên kia. Đây nha cả nhà, cái sản phẩm của chú Hoàng Điền đây. Em chia sẻ đây cho cô chú anh chị các bạn một chút nha. Trong cái công đoạn này. Đó. Rồi, thì cảm ơn chú Hoàng Điền ấy như Lạc Lạng tỉnh Bắc Giang nha, đã ủng hộ cái sản phẩm này là sản phẩm thứ hai rồi. Cảm ơn khán thính giả chúng ta đã liên tục quan tâm và theo dõi các sản phẩm mai vàng tỉnh Bình Định trên cái kênh là của em.
chúc cả nhà chúng ta luôn vui vẻ nha. Mà khách hàng có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha, thì em sẽ tư vấn. Và nếu như cô chú anh chị các bạn thực sự thiện chí với sản phẩm nào thì chúng ta giao lưu một cây hai cây về chúng ta chăm sóc cho nó vui, để Tết nó có cái mặt bông nha cả nhà. À, đó là cái sản phẩm về tinh thần. Đây thì em cũng nói đi nói lại là không phải là sản phẩm thiết yếu, chúng ta thực sự thích thì hẳn mua, không thích thì thôi nha cả nhà, chứ đừng có mua em chi rồi mất công nữa nha. Em cảm ơn khách hàng ạ. Kính chào tạm biệt cả nhà nha.